xin được chuyển sang những tin tức xã hội đáng chú ý. Theo thông báo mới nhất, từ ngày 12 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Theo thông tin từ ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5, từ ngày 12 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Trong thời gian tu bổ, công trình lăng vẫn phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.